Quý khán giả đang đón theo dõi chương trình tin tức tổng hợp đầu tuần đầu ngày của đài truyền hình ABC trên hai miền Nam Bắc California. Tại miền Bắc California băng tần 16.12, tại miền Nam California băng tần 57.19 và mở rộng sang băng tần tại tiểu bang Texas băng tần 27.7 và hệ thống Galaxy 19 trên toàn 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada. Và quý vị qua khắp thế giới cũng có thể đón theo dõi qua website ibctv.us hoặc là subscribe trên channel của YouTube IBC TV Official. Và chương trình tin tức của ngày hôm nay sẽ được gửi đến quý vị qua phần trình bày của xuất ngôn viên Linh Trịnh và Xuân Anh. Chúng tôi xin trân trọng kính chào. Và như thường lệ, trước khi đi vào phần bản tin chi tiết, xin mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung chính sau đây. Liên Hiệp Quốc kêu gọi các bên tham chiến ở Sudan ngừng hoạt động quân sự, nối lại đàm phán. Sinh viên vận động viên thi đấu võ thuật tìm lại kỷ niệm đẹp tại thành phố Đăng Cai. Những người ủng hộ ông Navalny, giới truyền thông đã tập trung bên ngoài nhà tù trước phán quyết của vụ án cực đoan. Các biện pháp hữu hiệu tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kinh tế. Giá thực phẩm tăng vọt ở Niger sau lệnh trừng phạt do đảo chính. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên qua phần trình bày của xứ ngôn viên Xuân Anh. Vào nở đầu phần tin đầu tuần là tin tức cho hay Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi các bên tham chiến ở Sudan ngừng hoạt động quân sự, nối lại đàm phán. Các bộ hỗ trợ chuyển tiếp tích hợp của Liên Hiệp Quốc tại Sudan được viết tắt UNTAMS hôm thứ Năm đã kêu gọi các bên tham chiến ở Sudan ngừng mọi hoạt động quân sự và nối lại đàm phán ngừng bắn được tổ chức tại Jeddah, Ả Rập Saudi và giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại bằng các biện pháp hòa bình. Cuộc giao tranh giữa lực lượng vũ trang Sudan SAF và lực lượng phản ứng nhanh RSF đối thủ nổ ra vào ngày 15 tháng 4 đã khiến hàng triệu người phải di dời, khiến họ phải sống thiếu phương tiện sinh kế cơ bản. Phát biểu trong một tuyên bố, UNTMS đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về cuộc xung đột vũ trang đối với dân thường ở vùng Darfur, lên án những thiệt hại đối với các cơ sở công cộng và cái chết của dân thường, cũng như kêu gọi các bên xung đột bảo đảm an toàn cho dân thường. Cũng trong ngày thứ Năm, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO đã đưa ra cảnh báo rằng các cộng đồng nông thôn ở Sudan cần khẩn cấp, cứu trợ khẩn cấp và tăng cường hỗ trợ nhân đạo, do nước này đang phải hứng chịu xung đột kéo dài và suy giảm kinh tế do xung đột. Sinh viên vận động viên thi đấu võ thuật tìm lại kỷ niệm đẹp tại thành phố Đăng Cai. Sinh viên vận động viên võ thuật bên cạnh việc giành được huy chương vào ngày cuối cùng của giải đấu Wushu tại FISU World University Games hoặc Universiade vào hôm thứ Năm, cho biết họ đã có những kỷ niệm đẹp ở thành phố Đăng Cai, thành đô. Kết thúc cuộc thi, các vận động viên tranh tài ở trận chung kết nội dung Sanda, đấu tự do, một trong những bộ môn chính của Wushu, võ thuật của Trung Quốc đương đại. Sanda theo nhiều cách tương tự như kickboxing hoặc Muay Thái. Mỗi hiệp bao gồm 3 hiệp 2 phút. Để chiếm ưu thế, mỗi vận động viên cần thắng 2 hiệp, hạ gục đối thủ hoặc ghi chiến thắng kỹ thuật. Vận động viên Wushu Thổ Nhĩ Kỳ là Dormisi Mehmet giành exit huân chương bạc tại chung kết. Đây là lần đầu tiên anh ấy tham gia Universiade. Ông cho biết nhóm của ông đã học được rất nhiều điều trong chuyến đi này ở Trung Quốc. Trong khi đó, tin tức lại cho hay những người ủng hộ ông Navalny, giới truyền thông, đã tập trung bên ngoài nhà tù trước phán quyết vụ án cực đoan. Chính trị gia đối lập người Nga Alexei Navalny dự kiến tòa án sẽ gia hạn án tù cho ông thêm gần 2 thập kỷ vào thứ Sáu, ngày 4 tháng 8, trong một vụ án hình sự mà ông và những người ủng hộ đã cho rằng đã bị đặt để giữ ông ở sau song sắt và đứng ngoài chính trường lâu hơn nữa. Được biết, ông Navalny, 47 tuổi, nhà phê bình gay gắt nhất trong nước của Tổng thống Vladimir Putin, đã thụ án tổng cộng 11.5 năm tù về tội gian lận và các cáo buộc khác mà ông nói cũng là không có thật. Trong phong trào đảo chính, chính trị của ông đã bị đặt ngoài vòng pháp luật và bị tuyên bố là cực đoan.
các công tố viên tiểu bang đã yêu cầu tòa án giao cho anh ta thêm 20 năm nữa trong một thuộc một địa hình hình sự với số tội danh hình sự riêng biệt, bao gồm sử dụng và tài trợ cho hoạt động cực đoan và thành lập một tổ chức cực đoan. Tôi nhận ra rằng sẽ có một bản án, nó sẽ rất nghiêm khắc nhất có thể. Ông Alexander Golovrov, một người ủng hộ ông Navalny, đã nói với hãng tin Reuters ở bên ngoài khu vực hình sự sau khi đến đó từ vùng Nizhny Novgorod. Trong một thông điệp được đăng trên mạng xã hội hôm thứ Năm, ông Navalny đã cho biết kết quả có thể thấp hơn một chút khoảng 18 năm, nhưng điều đó không thực sự quan trọng vì anh ta cũng bị đe dọa với các cáo buộc khủng bố có thể kéo dài thêm một thập kỷ nữa. Các biện pháp hữu hiệu tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kinh tế. Tập trung vào những điểm mấu chốt và những khó khăn trong việc vận hành kinh tế, Trung Quốc đã áp dụng một loạt biện pháp chính sách thiết thực và hiệu quả. Theo cuộc họp báo về chính sách kinh tế vĩ mô và phát triển chất lượng cao của Trung Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh vào hôm thứ Sáu. Các biện pháp tập trung vào việc cải thiện chất lượng nguồn cung, mở rộng nhu cầu hiệu quả và tăng cường cải cách và mở cửa. Về việc cải thiện chất lượng cung cấp, chúng tôi đã đưa ra các biện pháp để đẩy nhanh sự phát triển của các cụm sản xuất tiên tiến, thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của các phương tiện năng lượng mới, gọi tắt là NEV, và hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp dựa trên công nghệ. Yuan đã cho biết như trên. Theo Yuan, Trung Quốc đã nỗ lực thúc đẩy chi tiêu cho thiết bị điện tử gia dụng, thúc đẩy NEV ở khu vực nông thôn, đẩy nhanh việc xây dựng các trạm sạc và khuyến khích đầu tư dân sự. Đất nước cũng đã triển khai các biện pháp nhằm xây dựng thị trường lớn, thống nhất trên cả nước, thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng của khu vực kinh tế tư nhân, cải thiện môi trường kinh doanh, duy trì ổn định quy mô và cơ cấu ngoại thương tốt. Và giá thực phẩm tăng vọt ở Niger sau lệnh trừng phạt do đảo chính. Những người mua sắm ở thủ đô bị đảo chính của Niger đã lo lắng về giá thực phẩm cơ bản tăng vọt vào thứ Sáu ngày 4 tháng 8. Một dấu hiệu cho thấy áp lực trừng phạt mà chính quyền quân sự đã tuyên bố sẽ vượt qua khi họ chống lại các nỗ lực của khu vực để ngăn chặn. Tại một khu chợ ở Niamey, khách hàng Cathy Ipo đã cho biết giá một bao gạo đã tăng hơn 1/3 lên khoảng 15.000 CFA, tương đương 25 Mỹ Kim, kể từ khi quân đội tiếp quản vào tuần trước, khiến cho khối chính trị Tây Phi phải đóng cửa biên giới và cũng như cắt thương mại. Chính quyền quân sự ở Niger đang đối đầu với cộng đồng kinh tế của các quốc gia Tây Phi, ECOWAS, tổ chức đã đưa ra lập trường cứng rắn nhất đối với việc lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum vào tuần trước, cuộc đảo chính thứ bảy ở Tây và Trung Phi kể từ năm 2020. Khối đã áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng và cảnh báo có thể cho phép sử dụng vũ lực nếu Bazoum không được khôi phục vào Chủ nhật. Tiếp theo, chương trình sẽ được tạm dừng trong giây lát để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Sau đó, sứ ngôn viên Xuân Anh và Linh Trịnh sẽ quay trở lại với nhiều bản tin đặc sắc vừa được cập nhật. Kính mong quý vị vẫn tiếp tục giữ các băng tần của đài truyền hình IBC TV và tiếp tục theo dõi.